Xin kính chào các bạn quý vị, nếu như mà để lựa chọn smartphone ở phân khúc khoảng 3 đến 4 triệu thì quá ư là nhiều những cái sản phẩm tốt cho anh em. Tuy nhiên chỉ 2 củ thì làm thế nào? Xuống đi 1 triệu lại là cả vấn đề khác. Và hôm nay mình sẽ trên tay chia sẻ các bạn về chiếc ZTE Blade D2. Lâu lắm rồi mình mới được trên tay một chiếc smartphone trong phân khúc giá rẻ này. Hãy xem là Blade D2 có gì nổi bật. Đầu tiên thì phải nói qua cấu hình cái đã. Và sản phẩm này đang có con chip là MediaTek 6735. Đây là con chip 4x64 bit, có 4G luôn cho các bạn. Tiếp theo là nó sẽ có 1GB RAM chạy trên phiên bản Android là 5.1. Cấu hình này ở phân khúc 2 triệu là chấp nhận được. Và nó đặc biệt là có thể chơi được tựa game Pokemon Go. Trò này đang hot nha. Thế này anh em là quan tâm đến cái này thì mình đã thử nghiệm qua là chơi ngon. Hôm sau mấy bạn bên review dạo sẽ test thử cho năm cho anh em xem. Tiếp theo là ZTE Blade D2 sẽ có màn hình độ phân giải HD 720p. Đây là sử dụng màn hình IPS LCD. May quá. Trong tầm tiền này nhiều nhà xuất sử dụng đó là tấm nền TFT giá rẻ, chất lượng hiển thị không cao. Nhưng Blade D2 thì có thể xứng tầm với những con khoảng 3 triệu là cũng được. Hình như nhỉnh hơn cả Oppo Neo 9 hay sao ấy. Ngoài ra cái chiếc ZTE Blade D2 thì có một cái điểm yếu ở màn hình là viền nó đen và dày quá, làm cho mất thẩm mỹ đi. Lúc tắt màn hình thì trông rất sexy, nhưng bật lên một cái là sẽ thấy viền đen làm cho nó tụt hết cả cảm xúc. Giống như kiểu là mấy em mặt mộc với lại mấy em mà sau khi trang điểm ấy. Và bên trên sẽ có camera selfie là 5 megapixel. Camera này có khả năng chụp khá ổn. Và khi mà mình có thử qua một vài tấm thì thấy chấp nhận được. Ngoài ra nó cũng có camera chính là 8 megapixel. Về ZTE Blade D2 thì điểm nổi bật nhất là cục pin tận 4000 mAh. Cục pin này sẽ giúp các bạn có thể kéo dài sử dụng cho được 2 ngày. Và như chơi Pokemon Go cũng thoải mái được 1 ngày bật 3G liên tục. Nó còn đi kèm một vài tính năng vui như là chế độ gia đình sẽ cho phép chúng ta chuyển về điện thoại ở chế độ cơ bản nhất để cho các phụ huynh có thể sử dụng được. Ngoài ra khi bắt nút lưng các bạn sẽ có khay đựng SIM, hai SIM một to một nhỏ và khay cắm thẻ nhớ mở rộng hỗ trợ tối đa là 64GB, mặc định bộ nhớ trong của máy sẽ là 8GB. Và đây là bài trên tay chia sẻ các bạn về ZTE Blade D2. Hồi lâu lắm mình có cơ hội chia sẻ mọi người chiếc điện thoại chỉ có 2 triệu. Và các bạn thích đừng quên like, share, share. Ai đã dùng hay là có trải nghiệm sản phẩm này chưa? Hãy comment chia sẻ bên dưới. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.